Có một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng các website như là Nhật Bản 24h.vn, xuất khẩu lao động 24h.com để tìm kiếm người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Thậm chí còn sử dụng các trang thông tin cá nhân như là Facebook, Zalo để tìm kiếm người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để tránh bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động, đại diện Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tìm hiểu thông tin có liên quan. Tuyệt đối không tin tưởng vào các thông tin mời chào, hứa hẹn về việc làm trên các website, trang Facebook, Zalo không chính thống và không giao dịch liên hệ với các tổ chức cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước tại địa chỉ dolab.gov.vn.